Chào các bạn đã trở lại kênh của mình. Các bạn ơi, hôm nay mình mua trái dưa hấu về mình khắc con phụng đi nha các bạn. Mình thì không khéo tay nhưng mà hay làm các bạn. Thì cái trái dưa hấu này hôm trước mình có chia sẻ với các bạn là mình mua một bên nó trắng như vậy thì đại dưa đã già rồi đó các bạn. Cái trái dưa hấu mình chọn cho đề đạm như thế này nè. Mùa này ít có dưa hấu tròn, mình chọn dưa hấu dài đặng mình chưng đứng như thế này nè các bạn. Thì trước tiên chúng ta đi một cái vòng, chúng ta đi một cái giới hạn của cái hình nha các bạn. Đây, chúng ta lấy cây viết, chúng ta vẽ một một cái giới hạn của cái hình. Rồi chúng ta đẩy một đường, chúng ta đẩy một đường để một lát chúng ta làm theo cái giới hạn này nha các bạn. Phần ở dưới này chúng ta chừa lại nè để dành chân. Tùy theo các bạn, hãy chúng ta mua phải trái dưa non thì chúng ta về dễ làm hơn, còn mua trái dưa già thì về chúng ta làm nó hơi nặng tay nha. Chúng ta làm một cái giới hạn như thế này nè các bạn. Chúng ta chỉ khắc hoặc tỉa được một một mặt của trái dưa hấu thôi. Chúng ta chưng nó ra ngoài cho nó đẹp. Chúng ta chỉ giới hạn bao nhiêu đây thôi nha các bạn. Bây giờ chúng ta dùng cây viết này chúng ta phác họa sơ sơ con phụng nha. Chúng ta phác họa sơ sơ con phụng. Mình vẽ con phụng là cái mỏ nó đi từ đây thì cái đuôi nó đi cánh này nha các bạn. Cái miệng nó đi từ đây. Thì nó cũng dễ lắm, nó như con chim vậy đó các bạn. Bây giờ mình đi. Phụng này nó đang bay cho nên mình vẽ cái cánh nó nhờ nó bay nha các bạn. Bây giờ mình đi cánh dưới của con phụng.
Thì nếu nó bay thì ảo phần này nó có một cái cánh nữa nè các bạn. Phần giới hạn này nó phải ra một cái miếng cánh nữa nha. Mình tỉa vô đi. Cánh bên đây, cái cánh bên đây nha các bạn. Rồi bắt đầu mình đi cái thân. Rồi bây giờ mình đi cái đuôi nè các bạn. Mình cứ phát họa trước đi. Cái đuôi nó gồm có ba đuôi và những cái đuôi phụ. Cái đuôi nó thì nó múa như thế nào cũng được hết á, mà nó dài ra như thế này nè nha các bạn. Đây là cái đuôi thứ nhất. Và cái đuôi thứ hai nó nằm lơi ra. Cái đuôi này mình dễ lắm, mình muốn đi như thế nào cũng được hết, miễn là nó dịu thôi à. Rồng bay phượng múa múa mà các bạn ha. Là hai cái đuôi. Một cái đuôi nữa nó nằm ở chỗ này. Vì mình bị giới hạn cho nên mình bẻ nó quẹo xuống các bạn, mình cho nó đi xuống cho nó lãng mạn nha. Cái đuôi này mình nặng tay chỗ này rồi. Đuôi này mình đi xuống nè. Đây là con mắt nha các bạn. Và đây là cái màu của con phụng. Ở dưới nó cũng có hai cái màu nữa các bạn. Đây là những cái lông dài nha. Mình tỉa những cái lông đó các bạn.
Cái này mình đừng có nặng tay quá cũng không được nữa các bạn. Nặng tay quá nó không ra hình cái lông, nó không tròn đầu. Đáng lẽ ra nó tròn nó mới đẹp nha các bạn. Mình làm nó hơi cứng tay, mình bỏ lâu quá. Bây giờ mình đi cái vải. Đây này còn những cái lông nè các bạn ơi. Đây là cái cánh của nó nè các bạn.
Rồi bây giờ cắm bên đây. Cái này nó khuất nha các bạn. Nó bị khuất một miếng nha các bạn, nó bị giới hạn. Bây giờ chúng ta đi cái, thì thường thường á, con phụng nó có những cái lông phụ các bạn, có những cái tua phụ nha. Nó có những cái tua phụ như vậy. Còn ở đây nó cũng có cái tua phụ nha các bạn, cái rồng phụ của nó, cái đây là những cái tua phụ nè. Mình phát họa lên được cái hình ảnh của nó rồi sơ sơ à. Đây là con phụng. Đây là cái đuôi nữa nè các bạn. Các bạn muốn đi vòng lên một chút nữa cũng được nha. Tại vì cái phần này mình còn trống lắm. Phần trống thì mình cứ làm theo trống, đi cho nó bớt trống trải trải dưa. Đây là cái đầu của cái đuôi nè các bạn.
bắt đầu mình làm cái đuôi. Đây là cái con phụng mình đám cưới mình khắc lên rồi mình chưng các bạn ha. Cái này cái cánh này nó khuất bên đây, còn cái cánh này thì nó bay lên. Không khéo đâu các bạn, mình bỏ một cả năm nay rồi đó, nhưng mình cố gắng mình làm để có cái mình công chiếu.
hai cái đuôi vậy các bạn. Này mình cong qua đây để chỗ này nó trống nó không đẹp. Và bây giờ làm cái đuôi thứ ba. Thứ ba nào ở dưới này. Làm không khéo lắm nhưng mà cái bàn tay của mình làm á thì nó quý đó các bạn, mình thích do mình làm ra thì nó thích hơn. Cái đuôi thứ ba nó nằm ở dưới này các bạn. Bây giờ mình đi đi cạo. Mình dùng dao nha các bạn. Dùng cái lưỡi dao mình cạo nè. Ở dưới này nó có cái chân nữa đó các bạn này. Dường như ở dưới này nó có cái chân. Dùng dao mình cạo mà cạo nó mới mới rõ cái con phụng nha các bạn.
cao như vậy thì để lâu chân lâu được nha các bạn. Còn mình cắt 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 là nó để chân lâu không có được. Cắt 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 làm chơi trong ngày thôi. Đi chính giữa để cho nó dây các bạn thấy nha. Mình đi rửa giữa hai cái cánh mà các bạn, mình đi giữa hai cái cánh nha. Các bạn chờ mình chút nha.
Mình xin lỗi vì trời đang mưa đó các bạn, mình phải đi đóng cửa. Đang làm mà trời đang mưa. Mưa ở ngoài đó các bạn. Mình phải đi đóng cửa. Sài Gòn chợ lớn là như vậy. Mình gọt như vậy thì mình thấy nó rõ nè các bạn. Mình cạo nó, mình xiên mình cạo vậy nó cho nó đều nè. Nó rõ rồi ha. Bây giờ mình đi tới cái đầu. Cái con này nó cũng bị diệt chủng từ lâu rồi nha các bạn. Mình chỉ nghe người ta ví von trở lại rồi mình tưởng tượng nha các bạn. Con này nó điệu đà lắm, nó lúc nào nó cũng đi đôi với rồng á. Ở trong kinh cũng có con này nữa đó các bạn. Mình chưa có nghiên cứu về truyền thuyết con phụng, con rồng. Mai mốt mình nghiên cứu mình nói cho các bạn nghe nha. Mình làm mình phải hiểu. Con này thì mình khắc nó đơn giản hơn con rồng đó các bạn. Nhưng mà mình nghĩ lâu quá rồi. Mình không có chơi nữa, nay cả năm mấy rồi đó các bạn. 2 năm nay rồi, bây giờ mình làm lại. Mình không có vừa ý đâu. Làm lại là không có vừa ý. Mình phải làm liên tục kìa. Các bạn muốn làm thì các bạn phải ăn. Làm cho khéo thì các bạn phải ăn khoảng 5 trái dưa trở lên. Đến 10 trái dưa thì các bạn khéo à. Mà một cái nghề mình học thì 5-10 trái dưa nó đâu có đáng gì đâu các bạn, mình ăn luôn mà. Thấy không? Đâu có bỏ đi đâu đâu. Đó. Đâu có bỏ đi đâu đâu mà tiếc, phải không?
tất cả đều trong tưởng tượng hết nha các bạn. Người ta nói con rồng nó, con phụng nó múa thì mình làm theo nó múa thôi, con phụng nó giống như con chim thì mình làm theo giống như con chim thôi, chứ mình không có biết con phụng là con gì hết. Làm theo tưởng tượng. Gần ra rồi nè các bạn ơi, nó cũng hơi giống giống thôi chứ nó cũng không có đẹp lắm, nó không có nhiều lắm đâu các bạn, tại mình làm mình bỏ lâu quá, mình bỏ nay khoảng 2 năm rồi đó, bây giờ mình tìm chuyện để mình làm lại đặng mình, chứ phải mình biết rồi làm YouTube bây giờ mình lấy cái nghề này luôn rồi mình tìm lại để mà mình làm cho có cái để làm đó các bạn. Rồi cái tay nó bệnh nữa, hai ngón tay cái nó bị hội chứng ngón tay cái đó bạn, rồi phải nghỉ nghề, chứ nghề này là làm đồ chơi không à, chứ không có làm cho ai cái gì hết á, tại vì nó không có xứng đáng để ăn tiền thiên hạ. Cái này cũng là một cái sân chơi đó các bạn, sân chơi đó. Đây chỉ là sân chơi thôi, già rảnh mà mình giữ cháu mình đó, mình cũng tranh thủ mình làm, tại vì mình lỡ mê YouTube rồi. Mình viết chữ xấu quá phải chi, chữ mình đẹp thì mình làm mà khắc chữ các bạn gần xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ dùng cái dao như thế này là mình cạo cái này cho nó đều nè, cho nó đều đi, nó làm cũng phải cho đều, nó không được nham nhở nha các bạn. Thì như thế này thì mình chưng nó lâu được nè, còn phải mình lạng lạng vô thì nó nhanh lắm, nhưng mà chưng không có lâu đâu. Mấy cái đuôi con phụng nó ẻo lả như thế này nè các bạn, cho coi như tạm được đi chứ chưa có vừa ý lắm đâu nha các bạn, coi như tạm được. Mình làm mình khen mình đi, làm cho các bạn cứ chào hỏi nhau đi, chứ đừng có nghĩ đến cái này đẹp xấu nha các bạn. Mình cứ chào hỏi nhau cho có cái để các bạn chào hỏi. Gần 2 năm mà mình mới làm lại, mà làm lại sao thấy xấu quá, xấu tại cái tay mình nó cứng đó các bạn, cứng cứng tay. Chơi đó cũng rảnh mà chơi, chơi nay rồi bệnh ngón tay cái rồi bỏ đi, bỏ bây giờ làm lại nè. Mình hốt cái này đang mình chụp hình, các bạn thử trải nghiệm nha. Các bạn lấy cái lon bia đó, các bạn cắt cái, các bạn bóp lại thành có gốc á, cái gốc nó bén lắm. Rồi các bạn ngồi các bạn làm, thì trong khi các bạn làm thì các bạn tĩnh tâm và chú ý nha các bạn, thì mình tập trung
thường thường mình tập trung tư tưởng không có được các bạn, cái dòng tư tưởng mình nó cứ lăng xăng người ta nói tâm viên ý mã đó, cái ý mình cũng như là một con ngựa chạy vậy đó, mình không có tập trung được. Nhưng mà mình thích tập trung để mà dễ ngồi thiền á các bạn, thì mình tìm những cái chuyện như vậy mình làm tìm những cái việc mà nó tập trung như thế này là mình làm nha. Đây là con phụng, phụng mà phụng trong tưởng tượng rồi các bạn. Mình bỏ mấy cái vỏ này đi để cho nó rõ cái hình con phụng ra, chứ thực chất không bỏ cũng được nha các bạn, không bỏ thì coi như mình khắc khắc không à. Một cái đuôi nữa nó đi dòng ngã này, nó khuất cái chân nó nằm chỗ này nè, rồi hai cái cánh nó dẹt hai bên, có nghĩa là con phụng này nó đang bay nè các bạn. Chiều nay mình sẽ công chiếu lên rồi các bạn vô chào hỏi nhau thôi, đừng dòm nữa nha, dòm nó mình mắc cỡ lắm đó. Để sao cho nó thấy cả. Xin chào nha. Chỉ cần có một con dao như thế này thôi các bạn, dao rất là rẻ luôn á, mua ngoài bán dao á, ở chỗ bán dao. Và một cái cây này, mà không có cây này thì các bạn làm bằng một cái miếng nhôm mà các bạn bó lại cũng được các bạn. Phụng nè, phụng giờ nó bay quá rồi, cái đuôi nó hai đuôi đi lên một đuôi đi xuống luôn, cánh hai bên nè. À, mình làm nó không có khéo các bạn ơi, mình không có vừa ý, tự nhiên làm là vô luôn, không có thực tập gì hết trơn á, vô luôn, thành ra nó không có khéo nha các bạn thông cảm nha. Thì cứ làm vậy thôi, để cho mình có cái mình chào nhau, hoặc là ai có thích thì cứ vô sân chơi của mình mà chơi nè, tạm được, bây giờ mình để như thế nào mình chụp hình đây đó, vậy được á, xin chào nha.